Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi người rằng: trong các giới răn, điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu đáp: giới răn trọng nhất chính là: hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Luật sĩ thưa Ngài: thưa Thầy, đúng lắm. Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, chắc chắn là tất cả mọi người chúng ta đều muốn nghe Chúa Giêsu nói với mình. Ông bà, anh chị, không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Đây là những gì mà Chúa Giêsu nói với người luật sĩ, người đã thành thật đến với Chúa Giêsu để tìm kiếm ánh sáng cho cuộc sống trong cái hành trình cuộc đời của mình. Chúng ta cũng thế, giống như anh luật sĩ này, chúng ta cũng tìm kiếm Chúa, cầu xin Chúa để Chúa hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Câu chuyện ở trong Phúc Âm tường thuật như thế này: cái giới răn thứ nhất, giới răn thứ hai, vân vân. Người luật sĩ đến tìm kiếm Chúa Giêsu và hỏi Chúa Giêsu: trong các giới răn, điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu trả lời một cách rõ ràng và dứt khoát: ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức của ngươi. Và sau đó Chúa Giêsu tiếp tục lời dạy có ở trong Cựu Ước. Còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Chúa Giêsu kết luận một cách chắc chắn nữa: không có cái giới răn nào trọng hơn hai cái giới răn đó. Người luật sĩ sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng đã đáp lại lời của Chúa Giêsu: thưa Thầy, đúng lắm, Thầy dạy phải lẽ. Rất nhiều người ngạc nhiên khi nghe ở đây câu nói của Chúa Giêsu: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình. Khó nghe quá, bởi vì tha nhân, những người khác
có khi là những kẻ thù của mình, có khi là những kẻ đối địch với mình, chứ không phải tha nhân là những bà con của mình, những người trong phe mình. Mà Chúa Giêsu lại nói hãy yêu mến tha nhân như chính mình. Bởi vì chúng ta yêu con người chúng ta, yêu mình như thế nào thì yêu tha nhân như thế, khó vô cùng. Dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng biết, ít có ai mà ghét cái bản thân của mình lắm. Ít có ai muốn làm hại thân xác hay muốn làm hại cái tâm hồn của mình bao giờ. Nhưng mà giờ đây theo lệnh của Chúa, hãy yêu mến tha nhân cho dù người đó là ai. Chúng ta nhớ lại những khoảng khác Chúa Giêsu cũng dạy, cầu nguyện cho địch thù nữa cả, chứ không phải là tha nhân là những người thân của mình đâu. Và Chúa Giêsu đã lặp lại những lời đó, giới răn thứ nhất, giới răn thứ hai. Nghĩa là Chúa Giêsu muốn kết chặt hai giới răn đó lại với nhau. Hễ yêu mến Chúa là yêu mến tha nhân, và ngược lại, yêu mến tha nhân là yêu mến Chúa. Thánh Gioan Tông Đồ Thánh Sử đã hiểu rõ điều này, cho nên Ngài viết ở trong lá thư thứ hai, thứ nhất của Ngài rằng: nếu ai nói tôi yêu mến Chúa mà lại ghét anh em mình, Người đó là kẻ nói dối. Và vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đấy, Chúa dạy như thế, mến Chúa thì phải yêu người. Và người luật sĩ tỏ ra ý kiến khôn ngoan, cho nên Chúa Giêsu trìu mến và nói với người luật sĩ này: ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Thưa anh chị em, ông không còn xa. Câu nói này là chính mỗi người chúng ta mà Chúa Giêsu gửi đến cái lời khuyến khích. Ông không còn xa có nghĩa là gì? Ông không còn xa cái điều đó vừa khích lệ nhưng cũng tạo ra một cái nỗi lo âu khác. Ông không còn xa có nghĩa là chúng ta đang trên con đường tìm kiếm sự thật, chúng ta đang trên con đường tìm kiếm sự thiện để sống, chúng ta đang đi đến nhưng vẫn chưa được vào ở trong nước Thiên Chúa. Nghĩa là không còn xa nhưng mà chưa ở trong. Ông không còn xa bởi vì chúng ta muốn thoát ra khỏi cái vòng xoáy của cuộc đời, bởi vì chúng ta muốn thoát khỏi cái bánh răng của những cái thói quen xấu của chúng ta, sự dối trá của những mối quan hệ hời hợt. Bỏ được những thứ đó thì chúng ta mới không còn xa nước Thiên Chúa. Ông không còn xa nếu chúng ta thấy cái tầm quan trọng của đức ái, nếu chúng ta hiểu rằng chúng ta muốn cho anh chị em của mình những gì mà chúng ta muốn cho chính mình. Nghĩa là chúng ta muốn cho anh chị em của mình có một cuộc sống vui tươi, hạnh phúc, sống kết hợp mật thiết với Chúa. Nếu chúng ta thấy những điều đó thì chúng ta không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Tất cả mọi người chúng ta được mời gọi như người luật sĩ này để được thấm nhuần tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa mà chúng ta sẽ yêu hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của chúng ta. Tình yêu Thiên Chúa này cũng hướng đến những người khác, như Chúa Giêsu ở những nơi khác, ở trong Tin Mừng Chúa Giêsu cũng lặp lại: những người khác đây là ai? Những người khác đây không phải là những người thân của chúng ta, người bên phe của chúng ta. Những người khác đây là những người nghèo khổ nhất, đói bần cùng. Những người đó
là hiện thân của Thiên Chúa. Những người nghèo khổ nhất, người đói, người bần cùng đến gặp chúng ta trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thông qua những người mà chúng ta gặp gỡ, những người mà chúng ta phục vụ, những người bị bỏ rơi, những người sống một mình, thông qua những người nghèo, bệnh tật, người già mà chúng ta đến thăm, đó chính là chúng ta gặp Chúa. Như câu nói ở trong phúc âm Thánh Matthew chứng minh điều này: vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Những hạng người đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Ước gì bí tích thánh thể Chúa Nhật tuần này làm cho chúng ta càng ý thức hơn mối liên hệ giữa tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân. Bí tích thánh thể sẽ biến mỗi người chúng ta thành những môn đệ của Chúa. Chúng ta thể hiện tình yêu đó ở đây, trong thánh lễ này, khi chúng ta chúc bình an cho nhau. Và chúng ta vẫn sống tình yêu đó khi chúng ta rời khỏi nhà thờ, trở về nhà anh chị em của mình, gặp gỡ anh chị em của mình ở những nơi làm việc, trong gia đình, khi rảnh rỗi. Ở những nơi ấy, Thiên Chúa luôn luôn kêu gọi chúng ta sống kính mến Chúa và yêu thương người. Bằng cách chia sẻ mình và máu Chúa Kitô, chúng ta tìm thấy sức mạnh và động lực cần thiết để sống kính mến Chúa và yêu thương người. Nếu chúng ta sống đúng lời của Chúa dạy, thì chúng ta sẽ được Chúa khuyến khích chúng ta. Ông bà, anh chị không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu.